Và hôm nay là Đạt Vlog trở lại giới thiệu cho quý vị và các bạn cách chát tường thẳng để sau này ốp gạch cho nó dễ mình ốp gạch tới lâu không. Quý vị theo chân mình vô trong này coi clip cho biết cách chát tường nha quý vị. Đây, cách thức canh cán đây. Cán là dài, là dài giống như hút máu vậy. Không phải đâu quý vị ơi. Cái này là cán cho chuẩn, đang dán gạch cho nó đẹp đó. Tại nó giỡn thôi. Quá ok ha. À. Trời. Nói tào lao hoài, ta nằm xuống rồi cái điện thoại nó lắc vòng thôi, tao coi như đóng hài với nằm lăn lăn mấy người ta đóng hài khác. Đại ca xuống sớm kêu mà quỷ đặt cho tôi, đại ca tôi có clip rồi. Chúng mình quay cảnh lên trên cái anh thợ kéo trên, con anh thợ kéo trên nữa mình nghe quý vị. Công trình thợ quá thợ mà tới tầng không có tiền trả, bắt đầu nó kiếm mình dữ lắm nha quý vị, nhất là chết á. Rồi trên đó cũng có thằng đẹp trai quá ta, áo vàng ơi, mình le lử chào khán giả cái coi. Kéo lẹ lẹ người ta, người ta quay YouTube là mình phải làm giống như là kỹ xảo, giống như kéo ào ào ào, ào như mấy ông kia vậy đó. Lần này quay thực tế à quý vị ơi, không có năng cấp chạy nhanh chứ. Mấy này làm dở thì chịu dở à. Quay mẹ này cán kêu bằng làm tỉ mỉ, cán đang thẳng thước đứng tường đang ánh dáng cho nó đẹp đó quý vị. Thôi lại quay mặt lại. Mày mặc lại mày la nó cho nó xào quá. Nó đang quay phim mình cũng phải lên mày làm đàng hoàng cho tao coi chứ. Tại gia bộ nó quay nó có lên truyền hình nên đang chạy bữa lên truyền hình á. Lúc đó làm gì chứ á. Nói tào lao rồi. Nãy giờ anh cũng nói xàm xàm chứ giờ anh cũng vô thao tác là cán luôn nghe quý vị. Tại bệnh gì đó chứ làm cũng được. Không nên đổi cán cái đít chê chù cái đống trần. Không có yếu sức cài quá cài bởi vì yếu cái đích. Em yếu sinh lý, yếu sinh lý với ông nội tao. Em yếu sinh lý mà tao nghe nói như là gọi cái công trình này ông bác sĩ này ông tặng cho mày một dĩ gốc kép một giờ mà đừng có yếu. Dĩ gốc kép một giờ ha. Căng cho thẳng thước mới được. Chỗ nào mà nó lỡ mà cộm đà quý vị cũng đục ra. Cán cho thẳng thì dán mới đẹp. Để vài bữa mình chia sẻ cái clip ốp gặp tường cho quý vị xem luôn. Vậy là cháu của Lý Tiểu Long đó. Cháu Lý Tiểu Long đời 101. Đời đó. 1900 hồi đó đó. Cán dữ dàng không? Nhìn là giống như người giỏ vậy đó, trên miên xuống đó quý vị. Tàn là da với xương thôi. Hết thịt rồi. Đó chú tôi có mệt đâu. Ông này tại vì ông là ông cháu của Lý Tư Long mà đó, Lý Tư Long mà làm vua ông này, ông hiện giờ ông là cháu của Lý Tư Long là ông này bị đánh bị lao. Chú uống nước bắt cháu đi tiểu. Giờ ông bị đánh ông bị lao, ông làm đâu thời gian tới đâu ông đi rồi đó.
Giống bó ngợi luôn rồi. Hôm gài viết bao nhiêu clip vẫn nói xàm như ngày nào, quý vị thông cảm nha quý vị. Giờ ông đánh cái bị lao giờ ông bỏ. Bó ngợi ông đi mà khù. Nói chuyện bây giờ quýnh hết nổi rồi. Mà đó cháu ông quýnh cũng được rồi. Ủa ông quýnh cũng được rồi, cháu ông cái ngọt ông cũng nội nó quýnh mới què nữa. Dỗ bó ngợi. Ông chơi quạo cái vô ông cắn chí giá rồi ta. Tao lao. Mấy nó xàm có tràn nó xàm mà quý vị. Bởi vì quý vị nào mà có yêu mến kênh thấy đăng ký thì đằng chọi đá đó. Chứ kìa nó quýnh tàu đá đâu rồi. Nó nói chuyện bình thường không có được. Nói vài ba câu là nó tàu lăng đó. Thấy không? Ai kẹt, bắt biến nữa rồi. Nó kẹt tật nách hoài được. Thôi lông nách cái mẹ kêu không biết con giấy nó. Cái ngoài thì sơn còn cắn vô tay không? Khi tao cắn vô tay gì đó. Đụng đợi đó ngày cắn vô tay. Cắn vô tay chứ mà cắn là tao mạng rồi đó. Mà cắn luôn đít tao đâu có cắn vô tay. Ai có lực cắn luôn đít chưa? Đấy, chứ có lực cắn vô tay với cắn chú gái là mày thảm được. Mày dở thì tình thích. Phải đó mày cắn luôn đít tại giờ mày được đánh rồi. Đấy là cắn đít chưa có xàm. đi công trình này mằng chủ yếu là mằng có việc với hai cười giỡn đây cho nó qua ngày đoạn tháng chứ quên thời gian quý vị ơi. Dù mằng hồ mà quay hoài có một chỗ một đó xây tô hoài đó chán có gì đâu coi vừa xây vừa nói xàm. Clip đầy gì chứ đầu clip sau là mấy em là mướn một đứa hot girl theo. Chi? Chi chiến sau là mướn hot girl nghe đại ca. Cho mặt cũng không mà còn xì. Lên vàng ngồi phụ hồ. Đà lao quá. Cho mấy phụ nghỉ phụ hết quá. Đây nữa lương tôi chức lại nữa tôi trả cho ba cái tiền đó cho. Tôi trả phụ tiếp cho. Mà nó lên trên mày cũng lên trên rồi mấy thằng phụ hồ nó mới ở dưới. Thôi mày không có mướn gì được tào lao quá. Trời ơi, muốn đại lắm. Chút lo mà dơ không rồi ai. Thôi ông nội ơi. Vô công trình của mình tuyển nhân viên nữ là mặc quần, mặc ghép mà không mặc quần trị. Thôi ai ông, làm ơn ông ráng mẹ tôi đi nó xàm hoài. Dạ. Có lẽ dắt này đang tôi kết thúc video rồi chứ, dạ. Đó ông nó xàm hoài. Cái đó mà quần trị, cái đó ông dẹp chắc từng lễ mua, đi mua quần xì chắc. Bà mẹ cái này nó chở tưởng cắn đi trời ơi còn cắn trời. Quay lên chia sẻ cách chắc tường mà ở đây chia sẻ tặng nó xàm luôn. Ông nội ơi tường cám lúc đâu á ông cũng bỏ lập lọn á. Ông đưa cái chết lọn ông cũng tưởng nhìn cái ghé. Cái clip này đi clip sau là bạn sẽ có một đứa hết cơ. Tiền nó mướn trai quay ra quảng cáo hoài. Nếu mình quay đi mà chiếc này mình quay ngang á tiếng sao mình mướn hot girl để chứ mình quay ngược lên bắt ngồi giáo vậy nè. Thôi ông nội cái đó chắc nó đóng kinh con luôn. Chiếc này đỏ chiếc này đi hả? Nè, thấy gì chứ nó tào lao luôn, bà cố luôn. Đổi chiếc này đừng có dễ rồi. Mở cái búa đẻo quay rồi. Cá quay đi. Cái nhà sau có rồi có hot girl theo rồi. Nữa à. Rồi, mấy anh cán cũng xong rồi quý vị ơi, bây giờ mình xin quay lại toàn cảnh vòng vòng cái mấy cái vách hồi nãy giờ. Ông lấy đồ, giờ đây lấy bờ lấy đồ. Ông nội ơi, cá thì nó xàm nữa. Gì đâu không à. Gặp qua cái màn không là ông nó xàm à. Tiêu đề chính đi.
cá để người ta câu rồi cách thức rồi cho nó đẹp đấy. Cách thức nha các bạn, nếu thấy đạt cho cái đội của em một lại. Ủa một lại em cố một lại. Lại là lại mày nói xàm á. Đừng nói nữa. Cho đội của em một lại. Nói xàm quá trời, nói xàm mà. Ê rồi cái nhà này tao không biết mặn đâu nữa mày. Tại hơi thì ở không. Thôi mẹ đang nghe hay gì. Vui lắm á thầy Trần. Thắng chịu là... Vợ con nó này gần gầy cứ bánh như cái nhà ở đây. Mày chưa biết gì hả? Được rồi đại ca. Hôm nay trong năm nay độ mình ăn Tết lớn trời. Cái này không Tết nè. Hôm nay cho ăn Tết lớn trời, nghĩ tháng này có nước ăn què. Mấy chưa cho cái nghĩ tháng này ăn què. Tiền đó nữa. Không ăn không mà. Không rồi. Hôm nay mình không ăn Tết, để mày ăn Tết sớm, mình không ăn Tết đâu, ở quê. Mình ăn Tết ở chỗ xa đi. Ăn như cái lông cỏ đi tóc á. Người ta còn sống ở trên đời, người ta đi tế đi. Người ta còn thăm sẵn ra thì mình còn các nhà cái dễ gì. Trời còn xanh. Đây là trời xanh dôi xanh cỏ. Trời xanh dôi xanh cỏ. Đất thì xanh dôi xanh cỏ. Còn cặt lõ thì xanh con. Được quá. Cái quậy. Quậy mà chịu chứ. Gì đâu không ơi. Cái lẹ lẹ đi. Nhiễm là trong máu hả? Trên cho hồ con nó ơi. Ơi. Mẹ gì ta làm không gần gần. Bên về cái rồi. Lớn rồi, chịu cái lộn hoài. Quen rồi, sửa hoài, quen rồi, có tao đâu có sửa đó. Một tuần rồi sửa hoài. Quen con đừng có cắn lộn. Quen làm như chó rồi. Nó không có cắn lộn nghe không? Ai về mua ba cái nước sơn sơn cái lò là đặng mình úp cái video mình làm lò. Cái lò sơn cái màu gì trời? Màu ngũ vàng á, màu vàng mà màu vàng gồng 49 ta tưởng đâu mình có bao giặt. Sơn mẹ cái màu da của con dẹp đi ông táo. Mày thấy à, cổ thì ngạt á, tao phải đỡ như chứ cũng đồng tâm được. Tấm đèn mà đạn chân người mạnh mẽ người ta đóng thêm được cho hay. Được 5 la hán đó. Mới vô đó. Được 5 nằm trong 19 chị la hán này à, nhìn nó dẹp cái la lạc. Nhìn vô cái trời ơi, la lạc. Các thầy thỉnh. Chị la hán thì ở từ vương nào gì à? Nhìn vô cái trời ơi, la lạc. Dẹp mà cạo một cái ha mà chơi dầu ăn thêm màu hai bóng bóng ha. Cái hình cái hình nhà sư mà cái mặt của hồn. Tướng ông sư nhưng mà mặt của hồn. Cái ngon quá, bá cái này nút hả?
là tháng nào cũng có con gì kể lên hả? Còn kẹt nữa kể con gì? Nữa kể con... Con có nội đưa lên thì mướn ở đâu, mướn qua Hồi giáo mà. Nữa kể cái con tôm càng nữa, nó bún tới bún lui vô ba. Sư phụ. Lại sư phụ luôn. Nhìn cái nhìn cái hình này giống hệt cháu có thèm nổi ha. Dạ. Về bắt đầu về mở cái clip mà bông bông sáng thèm nổi rồi mới có cười. Cái đó thằng nào lắm? À, mình lĩnh của thằng Lâm hay giờ? Thằng Lâm. Lâm hay gì của đấy? Lâm. Sự án tiến vô sự án chuyện nội. Hồi lúc có hình tô công nữa. Cái đó nó bụng khi nặng nó bằng tiếng. Rồi vậy anh Cán đã xong rồi quý vị ơi. Thôi thì anh em mình xin chúc quý vị một ngày cho tôi xin một lời mua một vật. Để nói chuyện cái lúc video tôi lao rồi. Đúng quá. Mãi đây bây giờ thầy Hồng nè, mấy người kìa. Đúng cái Hồng Ngôi Tâm Bảo. Khùng nữa rồi. Để nói là kết thúc video có ai. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ bên gia đình. Rồi, hướng nhà hai. Nhiều hạnh phúc. Nhà máy lại ba lại. Quay. Này gì không? Ai có yêu mình kênh, ai đăng ký ủng hộ cho mình sẽ tạo nhiều clip hay hơn, bổ ích hơn và vui nhộn hơn. Và kính chào và xin tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, tràn đầy niềm tin trong cuộc sống, gia đình đầy hạnh phúc.